Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của VNQ. Ở video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để tải và cài đặt phần mềm chỉnh sửa video TikTok CapCut Trung Quốc. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tải và cài đặt phần mềm. Các bạn sẽ vào Google này. Sau đó các bạn sẽ gõ theo mình nhá. Đó là lv. này. Ulicam. Ở đây mình có sẵn này các bạn nhìn nhá. Đây. lv.ulicam.com. Các bạn truy cập vào địa chỉ website này nhé. Sau đó các bạn bấm vào đường link này. Rồi, ở đây nó sẽ xuất hiện cho các bạn này. Ở bản đầu tiên này là bản này để sử dụng cho máy tính này. Đấy, các bạn sẽ sang cái bên cạnh này. Đây. Đấy, bản này sẽ sử dụng cho điện thoại này. Các bạn sẽ bấm vào tải xuống này. Đây, nó sẽ hiển thị. Các bạn sẽ bấm vào tải xuống này. Đây, mình sẽ xem chi tiết này. Đây, nó đang tải xuống nhá. 50.17MB này. Rồi sau đó các bạn bấm vào cái link này nhá. Rồi cài đặt. Đây nó đang cài đặt này. Các bạn chờ một lát nhá. Sau khi cài đặt xong thì các bạn sẽ bấm vào mở này. Đây các bạn sẽ bấm vào đây. Giao diện của nó sẽ hiển thị ra như thế này. Các bạn mà muốn tạo mới thì các bạn sẽ bấm vào dấu cộng này. Đây tạo mới này. Bạn cho phép này. Đây. Sau đó các bạn sẽ chọn cái video mà các bạn cần edit, các bạn cho vào nhá. Đây. Mình lấy ví dụ nhá, mình lấy cái ví dụ video này này. Ok. Thêm. Đây. Ok, sau đó các bạn sẽ tiến hành edit bình thường thôi. Đây, phần đầu tiên là phần cắt này. Đấy, các bạn cắt này. Rồi. Đoạn nào mà không muốn thì các bạn có thể xóa đi. Đây, biểu tượng của nó xóa đi thùng rác này. Đây, xóa đi này. Đây, đây, phóng to thu nhỏ này. Các bạn có thể điều chỉnh cái định dạng nhá. Đây, định dạng ở đây là 1080 này. Đấy, số frame là 30 frame này. Rồi, ở trong này nó còn rất nhiều tính năng nữa thì các bạn hãy trải nghiệm dần nhá. Sau khi bạn edit xong thì các bạn sẽ tiến hành xuất file đây. Bạn sẽ xuất file đây. À, chọn này. Ok, sau khi các bạn export xong thì nó sẽ lưu trong thư viện của các bạn nhé. Đây, các bạn sẽ trở ra vào thư viện này. Đây, cái file mình vừa cắt đây. Đây. Ok. Như vậy là mình đã vừa hướng dẫn các bạn cách tải và cài đặt phần mềm CapCut Trung Quốc để edit video TikTok. Các bạn thấy chia sẻ của mình hay và hữu ích thì hãy like và subscribe để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.